Kết quả đại chiến Man United và Liverpool sẽ là mở màn bản tin ngày 8 tháng 4. Bên cạnh đó, cập nhật về nhiều cuộc thu hùng khác cùng các thông tin liên quan, những ông lớn cũng sẽ có mặt trong clip dưới đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Bình luận viên Anh Quân News và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United và Liverpool chia điểm kịch tính. Chelsea để Sheffield cầm hòa. Tottenham đánh bại Nottingham Forest. Xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả thì cuộc đấu giữa Man United và Liverpool diễn ra với rất nhiều bất ngờ. Trong suốt hiệp 1, thầy trò Erik ten Hag chẳng thể tung ra một pha dứt điểm nào và hoàn toàn bị đối thủ lấn lướt. Ở chiều đối diện, 15 cú sút được The Kop thực hiện trong 45 phút đầu tiên đã tạo nên bàn mở tỷ số của Luis Diaz. Thế nhưng mọi chuyện đảo chiều nhanh chóng trong hiệp 2 khi Bruno Fernandes tận dụng thành công sai lầm từ đội bạn để gỡ hòa cho Man United. Không chỉ vậy, tài năng Kobbie Mainoo cũng lên tiếng đúng lúc để đưa câu lạc bộ chủ sân Old Trafford vượt lên dẫn 2-1. Thế nhưng ở phút thứ 84, Liverpool đã được hưởng một tình huống phạt đền và Mohamed Salah không bỏ lỡ cơ hội điền tên mình lên bảng tỷ số. Chung cuộc, Manchester United và Liverpool chia điểm kịch tính với kết quả hòa 2 đều để khiến cuộc đua vô địch EPL thêm phần khó lường. Hiện tại Arsenal cùng The Kop chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng với 71 điểm ở trong tay. Thế nhưng cơ hội vẫn còn nguyên với Manchester City khi thầy trò Pep Guardiola chỉ kém hai đại kình địch vỏn vẹn 1 điểm. Đến làm khách trên sân của đội cuối bảng Sheffield United và Chelsea đã có bàn mở tỷ số của Thiago Silva ở phút thứ 11. Thế nhưng The Blue lại chẳng thể giữ được lợi thế khi để đội bạn quân bình tỷ số ngay trong hiệp 1 và đánh bước vào giờ nghỉ cùng kết quả hòa. Nửa sau cuộc đấu diễn ra theo chiều hướng tương tự khi Chelsea vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Noni Madueke ở phút 66. Tuy vậy, The Blue tiếp tục bị gỡ hòa ở phút 90+3 và đành chấp nhận chia điểm cùng tỷ số 2 đều khi trọng tài đổi còi mãn cuộc. Kết quả trên kéo dài nỗi thất vọng ở sân Stamford Bridge khi đại diện thành London chỉ có 44 điểm sau 30 trận đấu và đang đứng ở vị trí thứ 9. Đây không hề là kết quả mà các fan The Blue chờ đợi nên sức ép lớn hiện dành cho huấn luyện viên Pochettino. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đụng độ với Nottingham Forest và Tottenham đã vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 15 do đội bạn phản lưới. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Nottingham Forest đã giúp họ gỡ hòa một đều trước khi bước vào giờ nghỉ. Hiệp 2 chứng kiến sự lấn lướt của Tottenham khi cả trống vươn lên dẫn 2-1 ở phút 52 do công của Mickey van der Ven. Mọi chuyện sau đó an bài nhờ bàn thắng của Pedro Pojo. Chung cuộc, thầy trò Ange Postecoglou đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-1 để đứng ở vị trí thứ 4 cùng 60 điểm trong tay. Đến làm khách trên sân Monza ở trận cầu tối qua và Napoli đã để thủng lưới ngay phút thứ 9, thời gian còn lại của hiệp 1, ghi nhận việc ông lớn nước Ý bế tắc trong việc gỡ hòa nên họ đánh bước vào giờ nghỉ với bất lợi về mặt kết quả. Thế nhưng, Napoli nhanh chóng thể hiện bản lĩnh ở nửa sau cuộc đối đấu khi có tới 4 lần phá lưới đối thủ. Ở chiều đối diện, Monza chỉ có thêm một pha lập công và đành chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 2-4. Được biết, chiến thắng đêm qua đã giúp Napoli có 48 điểm sau 31 trận đã đấu. Đụng độ Fiorentina trong trận cầu đêm qua và Juventus đã có bàn thắng mở tỷ số của Federico Gatti ở phút thứ 21. Thời gian còn lại của hiệp 1 ghi nhận việc Fiorentina thất bại với nhiệm vụ gỡ hòa, còn lão bà thành Turin cũng không thể nhận đổi cái biệt. Điều này khiến hiệp 2 trở nên hấp dẫn hơn khi Fiorentina dồn lên tấn công và cầm bóng tới 84%. Tuy vậy, đã không có thêm pha lập công nào xuất hiện nên Juventus thành công đánh bại Fiorentina với chiến thắng tối thiểu. Cập nhật vừa nêu giúp lão bà thành Turin đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A cùng 62 điểm sau 31 trận đấu. Scott McTominay đã vắng mặt trong cả đội hình thi đấu lẫn danh sách dự bị của Manchester United ở đại chiến với Liverpool đêm qua. Nguyên nhân là bởi cầu thủ người Scotland dính chấn thương và đây là cập nhật làm tăng thêm danh sách bệnh binh vốn đã rất dài ở sân Old Trafford. Thông tin vừa rồi tiếp tục gây khó cho huấn luyện viên Erik ten Hag với nhiệm vụ vô địch Cúp FA cũng như giành vé đến Champions League mùa sau. Rodri vẫn đang duy trì phong độ rất tốt trong màu áo Man City nên không khó hiểu khi nhà đương kim vô địch Champions League muốn giữ chân tiền vệ người Tây Ban Nha. Theo Mirror Football, đại diện nước Anh sẵn sàng tăng lương cho cầu thủ 27 tuổi để xúc tiến chuyện gia hạn. Ở chiều đối diện, báo chí không ghi nhận bất kỳ một thông tin nào về việc Rodri muốn chia tay Manchester City nên khả năng cuộc đàm phán giữa các bên sẽ diễn ra suôn sẻ.
Real Madrid rất muốn gia hạn hợp đồng cùng Toni Kroos và giờ là thời điểm ông lớn xứ đâu bỏ tìm hiểu tâm tư của ngôi sao người Đức. Theo một số nguồn tin, tuyển thủ Diamant Trap sẽ ký hợp đồng mới với Los Blancos nếu cảm nhận bản thân tiếp tục đóng vai trò quan trọng tại sân Bernabeu trong tương lai. Cầu thủ 34 tuổi muốn giải nghệ khi vẫn đang ở đẳng cấp cao nhất nên không chấp nhận chuyện trở thành người thừa trong trường hợp tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ chủ quản. Quả là một nguyện vọng rõ ràng và Real Madrid có thể dựa vào thông tin trên để thảo luận với trụ cột của mình. Dù được nhiều đội bóng lớn cho vào tầm ngắm nhưng không có chuyện Ruben Amorim có thể dễ dàng rời Sporting Lisbon theo chuyên gia Santin Romano. Điều khoản giải phóng hợp đồng của ông thầy 39 tuổi với đội bóng chủ quản có giá 30 triệu euro với các tập thể Bồ Đào Nha và 20 triệu euro dành cho các câu lạc bộ nước ngoài. Thế nhưng có thỏa thuận miệng khá quan trọng là nếu một ông lớn của châu Âu muốn có Amorim thì chiến lược gia sinh năm 85 có thể ra đi với con số 10 triệu euro. Đây chẳng phải là thử thách quá lớn cho những tập thể hàng đầu, nên vấn đề chỉ còn nằm ở chính Ruben Amorim trong việc lựa chọn bến đỗ tiềm năng mà thôi. Chỉ còn vài ngày nữa là Paris Saint-Germain sẽ đại chiến Barcelona tại tứ kết Champions League. Là ngôi sao sáng nhất bên phía ông lớn nước Pháp, nên Kylian Mbappe đã sớm lên tinh thần cho toàn đội bằng tuyên bố. Về cuộc đấu với Barcelona thì đây là lúc những cầu thủ xuất sắc nhất xuất hiện. Tôi đã chuẩn bị cho việc đó và sẽ không trốn tránh. Thêm một chút thông tin thì trận lượt đi diễn ra trên sân công viên các hoàng tử, nên Mbappe cùng các đồng đội cần cố gắng hết sức để có kết quả tốt nhất trước khi hành quân sang Tây Ban Nha. Là một công thần cũng như đội trưởng của Barcelona, nên tương lai của Sergio Roberto rất được các culé quan tâm. Sau nhiều đồn đoán khả năng cao là ông lớn xứ đâu bỏ sẽ gia hạn cùng ngôi sao 32 tuổi. Hiện tại Blaugrana đã thông báo quyết định trên với Sergio Roberto nên các cuộc đàm phán có thể diễn ra ngay trong vài tuần tới. Ở chiều ngược lại thì cầu thủ người Tây Ban Nha hoàn toàn thể hiện sự gắn bó với câu lạc bộ chủ quản. Thêm một thông tin liên quan đến đại chiến Paris Saint-Germain và Barcelona thì huấn luyện viên Xavi đang đón nhận tin vui về tình hình lực lượng. Cụ thể ba bệnh binh đó là Pedri, Frankie de Jong cùng Christensen đều phục hồi khá tốt và đã sẵn sàng trở lại. Đây là sự bổ sung cực kỳ quan trọng cho đại diện Tây Ban Nha trước chuyến làm khách đến Pháp. Sau khi chia tay Chelsea cuối mùa trước thì Frank Lampard vẫn chưa tìm được bến đỗ phù hợp. Do vậy, thông tin chiến lược gia người Anh đang nhận liên hệ với đội tuyển Canada khiến cho các cổ động viên cực kỳ bất ngờ. Nếu thực sự gật đầu với lựa chọn về nêu, huyền thoại Chelsea sẽ phải chấp nhận xuất ngoại và rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Đây là sự đánh đổi tương đối lớn, nên Frank Lampard sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ một hành động nào. Giống với Frank Lampard thì Graham Potter cũng chưa có việc làm kể từ lúc chia tay Chelsea. Ngoài những đồn đoán cùng Manchester United, chiến lược gia người Anh gần đây cũng được liên kết với Ajax. Được biết, đội bóng Hà Lan đang cân nhắc khá nhiều cái tên cho vị trí huấn luyện viên mùa giải tới. Xem ra xuất ngoại để chấp nhận thử thách tại đội chủ sân Amsterdam Arena cũng là lựa chọn không tồi của Graham Potter. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin của buổi sáng nay trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Hẹn gặp lại ở những bản tin sau.